Muốn vượng được ấy thì bác, một là bác mở cái cổng ở chỗ này, còn nếu không bác để cổng bên kia, bác nên để rộng ra một tí. Chào các bác. Vâng. Đầu năm đi, đầu năm là bắt đầu đi sửa mộ rồi bác. Dạ vâng. Dạ. Xin chào, xin chào. Tốt quá. Tôi tạm ngồi tạm đấy vì Vâng. đang xây mộ không có chỗ ngồi. Tốt quá. Hai anh em là bên mảng nào này? Em đi qua đây, em dạo đi qua đây một cái em thấy các bác đang làm mộ em, và em ngắm thế này. Người ở đâu? Dạ em người trên Hà Nội. Hôm nay là về có cái nhà trong này thì cho vào cho thiết kế mà. Đợt này là mình tu tạo lại hết một thể luôn đấy. Phát cây với cả khuôn viên này rộng quá trong nó như chuyện để kiểu cái nào mình vẫn cùng nhà không nâng cấp lại nữa. Đây còn một, đây là mới xây bờ rào thôi, vâng. Nó là nâng cấp. Nếu mà các bác mà muốn vượng được ấy thì bác, một là bác mở cái cổng ở chỗ này, còn nếu không bác để cổng bên kia, bác nên để rộng ra một tí. Xem một hướng. Cháu là thầy phong thủy à. Một là cổng chỗ này là không như là cổng. Mở to ra vì cái khu đất nhà mình này nó rộng mà cái lối vào khí nó lại bị hẹp quá, thì nó không 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 đủ để cho nó đắt, mà nó giống như cái việc mà mình lại xây nó lại bị quay vào. Cái chỗ này á, cái ngôi này nó đang táng rồi, nhưng chỗ này nó cái gốc cây, thì bản thân cái gốc cây ở chỗ này ấy, thì chắc chắn chỗ này nó sẽ không có mộ. Mà nếu là gốc cây thì đả cả đoạn này vào nó sẽ không có mộ, mà để bên này nó sẽ mình làm cổng chỗ này chứ gì. thì mình chỗ cái cổng nhỏ bên này đến đây thôi, chứ còn hai cái mộ này cái để nguyên mình động vào làm gì đâu. Thì chỗ này gốc cây xuống đây thì nó chắc chắn dưới này nó không có mộ, mà cái lối này nếu như đi vào là gần như là không có lối, Không có lối vào. không có lối vào, mà nếu như đi đường này thì còn có cái lối vào. Mai sau giả sử như cái nhà này họ mà như nhà mình họ cũng xây khuôn viên, họ đè vào cái họ cũng được vào mà. Ra nếu mà muốn có lối vào phải đi bên kia thì mới đi được. Bên kia không làm được, bên đấy sát. Mà đi đây thì là chỉ có là đi lội vào. Lội vào thôi. Đấy. Gia đình cân đội, anh xin cân cảm đội. ơn. Cảm ơn các bác nhá. Vâng.